Chào anh em, đây hôm qua thì tôi có đi đánh lục đây, đây anh em nhìn cái lọ mẻ của tôi này hết hết rồi. Hôm qua tôi trộn hai ổ thì hôm trước cái thằng cu em ấy nó đi đây này, tôi cho xem cái thùng tính này thì anh em sẽ rõ. Hôm qua tôi đi thì hồ 8 người câu cơ, nhưng mà có đúng hai anh em tôi lên cá thôi. Nói thẳng ra hôm qua cũng quá chi là tự hào, thế nhưng mà video tôi quay từ đầu đến cuối. Lý do không có video tôi quay từ đầu đến cuối, từ lúc trộn thính luôn. Đây tôi mở anh em xem, tôi trộn mất hai hai ổ thính ở cái thùng này này này. Đây này anh em nhìn thấy nó vơi đi chưa? Đấy. Cái thùng này tôi đấy anh em xem clip xem thùng này chưa khui tí nào luôn. Đây là tôi trộn mất hai ổ đây này. Hôm qua hai anh em đi câu. Thế nhưng mà từ cái lúc trộn thính đến cái lúc đi về lên cá tôi còn quay cả cá trong túi rồi quay video dòng cá rồi. Đến sáng nay tôi cắm vào tôi làm video là tôi úp lên cho anh em, thì thực sự tôi không hiểu tại sao mà không có bất cứ một cái video nào luôn. Thế mới đen như thế này, tôi đang chưa hiểu lý do không có bất cứ một cái video nào cả. Tại vì hôm trước thằng cu em nó đi câu ấy. Hôm kia nó đi câu thì tôi không trộn thính được cho nó, tôi bận. Thế là nó đi nó mua một ổ thính thì câu được đúng ba con cá dọn bể. Thế là tôi he quá, thế là hôm qua tôi gọi nó lên mà thôi lên đi, hôm nay hai anh em đi đánh lại thì trộn đấy. Đây cái thùng mẻ hết sạch này. Hôm qua tôi trộn cho như thế hai anh em đi đánh, quá tự hào luôn, 8 cần. Có đúng hai anh em lên cá, tuy không nhiều, mỗi ông được 4 con thôi. Thế là hai thằng được 8 con, thế nhưng mà không ông nào lên cá cả. Thế nhưng mà tôi rất tiếc cái video, không hiểu một lý do gì mà trong cái hôm qua tôi quay thì nhìn giờ đồng hồ, tôi rõ ràng tôi nhìn mà không hiểu tại sao về nhà không có bất cứ một cái video nào luôn. Đây là tôi úp cho anh em xem mấy cái con cá dọn bể của thằng em hôm trước nó câu. Nó không biết cái lý do gì mà lại bị mất hết sạch Chấm đèn video. đây, con này chẳng 20 cân à? Đâu còn con nữa đâu, mấy con, ba con rồi mà. còn anh giật đâu à? Con anh giật nghĩa đá mẹ đây sao? Đây này, anh vừa câu con chấm đen đây này, tốn nhổn này. Đấy, ô con chấm đen này. Đây 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 còn nữa này, ba con chấm đen luôn. Ô tiệp sừng ngày hội chấm đen, ông tài đóng rồi.